huấn luyện viên Thọ Lót khen Quang Hải và đồng đội dù Pau FC tụt xuống đáy bảng xếp hạng. Rạng sáng 31 tháng 8, Pau FC đã có trận hòa đầy quả cảm trước đội đầu bảng Kên. Chia sẻ sau trận, huấn luyện viên Thọ Lót tự hào về màn trình diễn của học trò: "Tôi có quá ít cầu thủ tấn công để sử dụng. Chúng tôi không có nhiều bóng để chơi ở trận này. Đó là điều hiển nhiên vì chúng tôi hiểu mọi chuyện sẽ rất khó khăn khi làm khách trước Kên. Hôm nay, tôi đã thấy những anh chàng không từ bỏ. Có những lúc bạn phải biết cách phản ứng. Với việc nhiều trụ cột vắng mặt, chúng tôi đã thích nghi tốt và mọi người đều cho thấy phản ứng tích cực. Hôm nay, tôi đã được chứng kiến một hàng tiền vệ cơ động, một hàng thủ vững vàng hơn. Chúng tôi rất vui khi rời khỏi đây với một điểm. Chúng tôi không mắc bất kỳ sai lầm nào, không giống như hai trận đấu trước. Chúng tôi không thi đấu dễ dãi khi chống lại đội đang đứng đầu bảng xếp hạng. Trận đấu này Quang Hải chỉ được vào sân chừng 10 phút cuối trận và không để lại dấu ấn nào đáng kể. Đây là điều rất đáng báo động với ngôi sao người Việt Nam, bởi dường như anh đang đánh mất dần sự tin tưởng của huấn luyện viên Didier Thọ Lót."